Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay, ngày 3 tháng 4 năm 2022 trên kênh Phụ Nữ TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video trên kênh, hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like, đồng thời ấn nút đăng ký kênh, nhấn hình quả chuông để nhận được thông báo về những video mới mỗi khi kênh phát hành. Phụ Nữ TV xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian vừa qua. Mến chúc các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Thưa các bạn, trên thị trường thế giới, theo ghi nhận tài sản Koichi Ấn Độ, kết thúc trong tuần, giá hạt tiêu loại chưa phân chia và hạt tiêu cắt xén đã tăng được 4 rupee 1 kg so với cuối tuần trước. Theo ghi nhận đến ngày 1 tháng 4, giá hạt tiêu chưa phân chia và hạt tiêu cắt xén có mức giá là 506 rupee 1 kg và 526 rupee 1 kg. Nếu tính theo tỷ giá chéo của đồng Việt Nam với đồng rupee Ấn Độ, áp dụng đến ngày 3 tháng 4 năm 2022, 1 rupee là 300,53 đồng Việt Nam. Giá hồ tiêu tại sàn Koichi Ấn Độ có mức giá là 152.000 và 158.000 đồng 1 kg. Như vậy, so với cuối tuần trước, giá hạt tiêu tại quốc gia này đã phục hồi và tăng trở lại. Trên thị trường xuất khẩu, theo ghi nhận trong tuần, giá tiêu tại Indonesia và hạt tiêu của Việt Nam đã giảm. Tại Indonesia, giá tiêu đen xuất khẩu tại quốc gia này giảm nhẹ 1 USD trên tấn, hiện có mức giá là 4.138 USD trên tấn. Giá tiêu đen của Brazil thì tăng 50 USD trên tấn trong phiên cuối tuần và hiện có mức giá là 3.900 USD trên tấn. Giá tiêu đen xuất khẩu của Ấn Độ trong tuần này tăng 59 USD trên tấn, hiện có mức giá là 6.904 USD trên tấn. Giá tiêu đen của Malaysia trong tuần duy trì ổn định và đứng ở mức là 5.900 USD trên tấn. Đối với giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam, loại 500 g trên lít và 550 g trên lít, trong tuần này đã giảm đi 10 USD trên tấn, hiện có mức giá là 3.990 USD trên tấn và 4.190 USD trên tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu trong tuần của Indonesia giảm đi 2 USD trên tấn so với cuối tuần trước, hiện có mức giá là 6.906 USD trên tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam trong tuần này cũng giảm đi 10 USD trên tấn và hiện có mức giá là 5.990 USD trên tấn. Tiếp theo xin gửi đến các bạn những thông tin về giá hồ tiêu trong nước sáng nay, khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam. Thưa các bạn, theo ghi nhận đầu giờ sáng nay thì giá hồ tiêu trong nước vẫn được thu mua trong khoảng từ 77.000 tới 80.000 đồng một kg. Tại hai địa phương là tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, giá hồ tiêu vẫn được thu mua trong khoảng là 78.500 đồng một kg. Tại tỉnh Gia Lai, ghi nhận sáng nay ở mức là 77.000 đồng một kg, đi ngang so với phiên trước. Tại tỉnh Phú Yên, giá hồ tiêu ổn định ở mức 77.000 đồng một kg. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giá hồ tiêu được thu mua cao nhất là 80.000 đồng một kg. Tại tỉnh Bình Phước, giá hồ tiêu sáng nay ghi nhận ở mức là 79.000 đồng một kg và tại tỉnh Đồng Nai, mức giá là 77.000 đồng một kg. Thị trường hồ tiêu trong nước những ngày qua kém sôi động, nhìn chung giá hồ tiêu trong nước trong tuần này cũng không biến động nhiều. Trong tuần này đã ghi nhận những cơn mưa lớn tại khu vực Tây Nguyên cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch hồ tiêu của người dân. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật giá hồ tiêu sáng nay ngày 3 tháng 4. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.